Cái khúc mà mở ra này là mình công nhận tràn trề hy vọng luôn á Cứ nghĩ là sẽ có những cây xiên que mình nó bốc khói lên giống y như ở trong phim người ta xoa xoa tay và ăn đó nhưng không Trên cái chặng đường thử đồ ăn nội địa để mình review của mình á Thì đây sẽ là một cái món hàng khiến mình thất vọng và cảm thấy tiếc tiền nhiều nhất Sau khi mà quay xong cái em này á thì mình đã đặt tên cho nó là lẩu lừa tình Mà nó không chỉ có một lần lừa tình phải là ba lần tất cả Điểm đầu tiên của em nó khiến cho mình phải dừng khoảng chừng là hai giây để động não thử coi nó là cái gì Chính là về ngoại hình Cái nhìn bên ngoài thì chắc chắn cả nhà sẽ nghĩ ngay đến một cái loại thức uống nào đó bởi vì thật sự mà nói nhìn bên ngoài y chang cái ly chứ có khác cái gì đâu Bên trên còn có cái lỗ để cắm ống hút nữa Nhưng không, em nó không hề liên quan đến thức uống hay là đồ giải khác gì cả Em nó là lẩu mà lại còn là lẩu xiên que Wow, lẩu xiên que hả? Nghe độc đáo đó phải mua về review liền. Điểm cộng đầu tiên ở trên thang điểm dành cho em nó chính là bởi vì cái bao bì cũng khá là bắt mắt và đặc biệt là cầm chắc tay. Ở bên trong có rất là nhiều những cái nguyên liệu phụ kiện kèm theo nè. Có một cái bịch à, mình rờ rờ thì không biết có cái gì giống như là thanh tre vậy đó. Nhưng mà cả nhà thấy không? Cái ly á, người ta cũng in riêng nha. In lên bên trên bao bì luôn nè. Và còn có cái bìa bên ngoài bắt mắt dễ sợ. Câu chuyện người ta thể hiện qua hình vẽ thì nhìn đáng yêu và đặc biệt là cái cảm giác người ta mang lại kiểu hấp dẫn mà muốn ăn liền á. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn vào và bên trong có thành phần gồm cái gì nha có một cái bịch bao bạc đó ờ, có mấy cái cây cây lúc nãy mình nói nè thêm một cái bịch bạc nữa cũng được hút chân không ghi là stuka bao không biết là đựng cái gì nữa rau cải bào trắng một cái bịch nữa thì mình nhìn thấy đa đỏ chắc chắn là sa tế còn có mẹ bên trên nữa nè lát chỗ trích thôi chung thôi là cay dữ lắm luôn á và cuối cùng là một bịch nước dùng nước leo em này khá là cao mình phải đổi cái góc nhìn mấy lần luôn đó rồi bây giờ sẽ là cái bịch đầu tiên bịch đầu tiên lên dĩa à không lên ly sẽ là một bịch rau không phải rau cải giống như, như lúc nãy đoán đâu nha mà là củ sen lại rong biển nè tiếp theo sẽ là bịch sa tế và cái mùi sa tế này nó y như là cái lẩu gì ở hai đi lao mình hay ăn mà cái mùi nó hay sọc vào mũi á mình không có quen cái loại đó lắm nhưng mà các bạn nào mà ăn quen là cứ gọi cái loại đó hoài 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 luôn mình cho từ từ chung thôi cay quá lấy để chữa mất công dữ lắm Rồi tiếp theo nữa là cái bịch nước dùng nhưng mà khi em này mở ra không có mùi gì cả kiểu nó không có làm cho mình ấn tượng á và vị trí vơ cuối cùng thì chắc chắn là cái bịch này rồi nó nghi số 1 luôn nè mà không biết làm sao mình để đi mở cuối cùng nữa bởi vì em nó được hút chân không cho nên hơi khó mở một chút xíu mình sẽ không thể nào mà rút được mà mình phải mở tanh banh giống vậy nè giống y chang yeah, như mấy cái bịch hồi xưa mình đã từng review á không có thể nào mà tuôn 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 lên được nhưng mà kiểu khi mà mình thấy mình kiểu ủa kỳ vậy nó giống y như là mề gà xong mà mấy cái đồ mà nó chưa có được chín đó cả nha đó và nó còn bị rớt ra tùm lum tà la nữa kiểu thất vọng tràn trề không có giống như mình tưởng tượng gì hết trơn nhưng mà thôi kệ bây giờ tưởng tượng là một chuyện ăn ngon là một chuyện khác giờ coi hướng dẫn sử dụng coi ăn như thế nào nha mình với một cô em gái nữa chụm đầu ngồi tra google hình ảnh á, để coi cách sử dụng như thế nào thì không thấy người ta nói là phải đun nóng lên hay như thế nào cả bả là nhúng một cái nước đó và ăn ngay nhưng mà kiểu đã là lẩu mà còn không ăn nóng nữa mình cứ thấy nó sao sao cả nhà mình cũng kiểu nhúng 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 nó lắm nhưng mà cũng thấy nó hơi ngại ngại nhưng mà thôi lỡ mua về phải tìm cách mình ăn coi nó làm sao chứ mình nghĩ là thôi bây giờ cho vào trong lò vi ba mình bắn một hai phút xem nó như thế nào thì đây là kết quả nó cao quá không có lọt vô được cả nhà thôi thì có bạn nào đang coi kênh mà có thể dịch được tiếng trung quốc thì hãy giúp cho mình làm thế nào để có thể ăn được cái lẩu cốc này mà mình đã ăn đúng cách chưa vậy mùi vị nó ra sao hãy mất nước cho mình biết với nhé